rồi các mọi người thấy màn hình của mình rồi ha. Thì cái bài này mọi người có thể đọc ở trong email, mọi người có thể lên trên web của Trường Center ở ngay chỗ cái phần mà tài liệu này đó, đó, ở trong đây thấy chưa, nó cũng có rất là nhiều bài, trong đó cái bài mà mình đang muốn nói đến là bài này. Ủa? Bài này là bài mình tự viết ha, chứ không phải copy của ai Nhưng hết. mà Bài này là dựa không trên kinh nghiệm cá nhân của mình tự viết ra thôi. Rồi thì bài này thì bây giờ mình sẽ nói về 15 bước để có một cái dự án thành công của BA. Thì cái bước đầu tiên đó là mọi người tiếp cận với dự án. Thì cái việc mà tiếp cận dự án này nó có hai khả năng xảy ra. Ví dụ như mọi người làm ở công ty mà hợp đồng đã được bid về rồi, tức là công ty có một cái đội pre-sale và họ đã bằng một cái cách nào đó họ đã tìm được, họ đã đưa được dự án về, dự án đã được ký kết rồi, và việc của mọi người là thực thi cái dự án đó thôi. Tức là lúc này có khi scope cũng đã được chốt rồi, mọi người chỉ làm theo những gì đã được liệt kê trong scope. Ví dụ như dựng mockup, ví dụ như elicit rồi dựng mockup rồi viết tài liệu thôi. Hoặc là có một cái thứ hai đó là mọi người sẽ join vào ngay từ đầu luôn, từ A tới Z luôn. Tức là lúc này là ở giai đoạn gọi là tiền dự án luôn và chưa có gì diễn ra hết. Tức là lúc này mình chỉ biết được một điều là có một anh khách hàng rồi đó, anh có một cái yêu cầu, anh mong muốn xây dựng một cái hệ thống thôi. Ngoài ra mình không biết thêm thông tin gì hết. Thì đây là một cái full trọn trọn vẹn một cái dự án sơ khai ngay từ đầu, không có cái gì hết. Rồi mình sẽ giống như mình sẽ vừa join cái bước của cái người làm resale, làm cái nào để pitching được cái dự án luôn ha, rồi cho đến khi mà release được hay gọi là delivery được cái sản phẩm đến tay của stakeholder luôn á. Ok ha, thì cái này một cái full trọn vẹn. Thì như mình đã có nói, sau này có thể mọi người làm một cái công ty nào đó mà dự án đã được pitching về rồi. Ví dụ mọi người làm cho một số các tập đoàn lớn, ví dụ Nextech, ví dụ như là F-Shop gì đó, thì đại loại những cái công ty đó dự án nó đã có hết rồi. Mọi người vô mọi người làm ha. Thì mọi người vô mọi người làm thôi, chứ nó không có phải đi tiếp xúc khách hàng nếu mà giống như để đi thuyết phục khách hàng gì đó nữa. Hầu hết nó hiếm lắm, đa số là họ đã có đội để mà kéo dự án về rồi, nên là giống như là mình kế thừa lại cái việc đó và mình thực thi cái việc đó vậy. Ok ha. Rồi thì đầu tiên đó là tiếp cận với dự án. Thì lúc này mấy cái thông tin của dự án của mình đó, nó chỉ ở giai đoạn gọi là sơ khai thôi mọi người ha. Mình zoom này nó lớn lên tí xíu mọi người dễ xem. Rồi các thông tin về cái dự án nó ở dạng sơ khai thôi, hai level thôi. Sơ khai hai level đó là có thể đây là một cái buổi mà mọi người gặp gỡ với stakeholder, hoặc trước đó stakeholder thông qua nói chuyện với giám đốc của mọi người, hoặc là với sếp của mọi người, hay một cái ai đó trong 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 team hoặc trong công ty, và mình biết được rằng đội bên đó hay công ty bên đó họ có một cái nhu cầu về việc mà xây dựng một cái hệ thống, ví dụ quản lý kho, hay là họ có một cái nhu cầu về cái việc đó là họ đang có một cái vấn đề đang mắc phải, đó là doanh nghiệp của họ đang bị cái gì đó, họ cần được tư vấn, họ cần được tư vấn. Thì những cái thông tin như vậy đó là một cái thông tin dạng sơ khai. Hầu như mình không biết là họ muốn gì, hầu như mình không biết mình họ họ thực sự muốn cái gì, và có thể đây chỉ là cái thực sự là cái mong muốn lúc đầu của họ thôi, họ còn chưa hình dung được cái mong muốn của họ sau này nó sẽ như thế nào, chỉ hiện tại rằng họ đang có cái mong muốn này. Thì và đừng vội vàng đánh giá như vậy là bên em đã có hệ thống này hệ thống nọ, cái mình tư vấn ngay lập tức cho người ta know ha. Đừng làm cái kiểu như vậy, nên kiểu vậy là kiểu nghiệp dư, người ta mới làm như vậy thôi. Còn với một cái người mà làm BA mà chuyên nghiệp sẽ có cái bước gọi là phân tích, đúng chưa? Thì thông qua cái việc mà khơi gợi để mình phân tích, mình mới biết được cái mong muốn của người ta, cái pain point của người ta, những vấn đề người ta đang mắc phải, rồi từ đó mình mới khơi từ từ cái câu chuyện nó mới được mở ra một cách chuyên nghiệp, một cách trọn vẹn được, chứ không phải là cứ nghe người ta nói cái gì ok bên em đang có giải pháp này nè, để mà giải quyết vấn đề của anh thì chỉ đơn giản lắm, chỉ cần là này. Đó là gà mờ amateur, người ta mới làm như vậy ha. Nên đừng có vội vàng mà đưa ra bất kỳ cái giải pháp nào ngay từ cái buổi đầu tiên mà nói chuyện với người ta. Thường là như vậy, là thường là mấy bạn gà mới làm kiểu đó thôi. Còn những người chuyên nghiệp thì người ta sẽ đặt câu hỏi, người ta sẽ đặt câu hỏi, người ta ghi nhận thông tin, đúng không? Rồi người ta về người ta mới phân tích. Đấy, phân tích rồi người ta mới propose giải pháp. Đấy, chứ nó không phải là cái câu chuyện vội vàng mà tự nhiên nhảy vô được cái nghe người ta nói loáng thoáng một vài cái vấn đề, cái bắt đầu đưa ra giải pháp này giải pháp nào. Thì nếu như sau này mọi người mà có lỡ vô trường hợp đó, cũng giật mình nhớ lại cái ngày hôm nay mình có nói với mọi người ha, để mà mình định hình lại cái cách thức mà mình approach người ta. Tại chưa chắc cái giải pháp của mọi người ngay lập tức vào thời điểm đó là nó chính xác đâu, hơn thì nó chính xác thôi chứ còn chưa chắc. Tại vì nếu mọi người hỏi kỹ mà nó mới lòi ra được nhiều vấn đề chứ, nhưng mà mọi người mà hỏi mới có vài câu mà mới có nhiêu đó mà mọi người đã vội vàng đưa ra một cái quyết định, thì thường cái khả năng đó, cái khả năng mà nó quyết định sai nó cao hơn rất là nhiều. Ok ha. Rồi thì đây,
Thường thì cái business đó nó sẽ là một cái công ty nào đó người ta đang gặp một cái vấn đề, hay là có cái người giám đốc, người sếp nào đó người ta đang muốn build một cái phần mềm nào đó để giải quyết vấn đề gì đó cho người ta. Có thể là người ta đưa ra giả pháp luôn là người ta muốn xây dựng cái hệ thống đó luôn. Tuy nhiên là cái việc đó, việc mà người ta nói người ta mong muốn xây dựng gì đó là một cái mình ghi chú lại thôi, chứ nó chưa chắc là cái giải pháp mà mình sẽ làm sau này. Mọi người hình dung ha, tại vì không phải cái người khách hàng nào người ta cũng biết được người ta muốn cái gì đâu. Tại người ta có thể là dân không chuyên, người ta chỉ biết là người ta có tiền mà người ta muốn làm cái gì đó thôi, nhưng chưa chắc cái điều đó đã giải quyết được vấn đề của người ta. Vậy nên đó là cần đến những cái chuyên gia như mình, là người lắng nghe một cách khách quan, lắng nghe một cách khách quan ha, để từ đó tư vấn cho người ta, chứ không phải là người ta muốn cái gì cái mình làm đúng cái này cho người ta. Thì cái đó là mà chưa có tìm hiểu chưa gì hết, thì nhiều khi cái mong muốn cái của người ta nó không giải quyết được cái vấn đề của người ta thì tội người ta, rồi người ta lại đánh giá mình nó là công ty của mình nó là kém, làm việc không hiệu quả, tư vấn không chính xác, bla 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 này nọ thứ, nên là mới xảy ra mấy cái tình trạng đó. Vậy nên nó là cũng mình nghe người ta, mình ghi chú một phần lại thôi, và nhiệm vụ của mình và đạo đức nghề nghiệp của mình đó là đưa ra cái giải pháp và giải quyết được cái vấn đề đó của người ta. Ok ha, lưu ý cái chuyện đó, nhắc đi nhắc lại cho mình nhớ ha. Rồi thì nó tới đâu vậy? Từ từ, nói nhiều quá, đi quá nhanh rồi. Rồi rồi đợi xíu để mình tracking lại xem cái nói tới đâu. Rồi đó thì thường là mình sẽ lắng nghe mấy cái vấn đề của cái doanh nghiệp của người ta để biết được người ta có cái mong muốn nó là cái gì, hoặc cái vấn đề của ta đang mắc phải nó là cái gì. Được chưa? Rồi lúc này BA có thể nhận được từ những cái người khác nè, ví dụ resale nè, hoặc là PM, PM ở đây là project manager nha, là quản lý dự án ha, hay là cái người giám đốc của cái công ty mà mình đang làm việc á, tức là những cái thông tin này mình có thể mình đón nhận, mình thừa kế lại từ từ những người này, hoặc có thể là mình đón nhận trực tiếp từ với khách hàng luôn, tức là công ty họ sai mình qua gặp trực tiếp khách hàng để mà biết, để mong muốn, để biết được khách hàng này họ muốn cái gì luôn. Ok ha, từ lúc đó mình thích nghi từng hoàn cảnh ha. Thì lúc này BA là có nhiệm vụ này, mình sẽ thu thập càng nhiều càng tốt ha, và research càng nhiều càng tốt về cái domain mà người ta mong muốn. Ví dụ người ta nói là người ta làm bên logistics đấy, hay là người ta làm bên cái gì đó, là bên ngân hàng, là bên gì đó, thì tất nhiên là mình phải càng research càng nhiều thông tin càng tốt, rồi chuẩn bị càng nhiều thông tin càng tốt, để trước khi mà tới cái buổi mà nói chuyện với người ta, mình ít nhất mình cũng phải biết được một vài cái định nghĩa cơ bản về cái ngành nghề đó, thì nó có lợi cho mình, có lợi cho mình hơn là cái tờ giấy trắng mình không biết gì hết thì rõ ràng nó không ok. Và thường thì tất nhiên công ty là nếu như mà người ta sẽ luôn luôn khuyến khích là tìm những bạn BA đã từng làm qua cái domain đó để người ta đưa cái bạn đó đi đi gặp cái người khách hàng này, thì sẽ có lợi, tại vì người này đã làm qua cái dự án đó rồi, người này biết về cái domain đó, cái việc tư vấn cho khách hàng đó, nó sẽ chuẩn chỉnh hơn so với người không biết gì. Đó là công ty người ta refer như vậy, nhưng mà lỡ như trong công ty mà không có ai biết thì rõ ràng thì mình phải đi thôi. Ví dụ như người ta kêu mình thì mình phải đi thôi, chuyện đó cũng bình thường. Ok ha, cái việc mà mình biết thì tốt, còn không biết thì thôi, thì cơ không biết thôi chứ sao vậy. À, có một vài công ty khác là họ làm cái kiểu này, là họ thuê BA ở trên thị trường á, những người mà biết về cái domain đó họ thuê để mà đi, giống như là thuê cái người này đi tư vấn, rồi khi mà tư vấn mà có được cái tư vấn mà có hợp đồng về rồi, người sẽ share lại hoa hồng cho cái người này, hoặc là trả tiền giờ cho cái bạn này để bạn này đi tư vấn đó, còn cái phần còn lại là của công ty, ví dụ vậy. Cũng là một trong những công ty người ta tiếp cận theo hướng này ha. Rồi thì sau khi mà mình tiếp cận với dự án, mình tìm hiểu về những cái dự án nó như thế nào, rồi domain nó ra làm sao này, nó thứ đó, bước tiếp theo đó là mình sẽ tiếp cận với stakeholder. Mình cần phải biết được stakeholder của mình là ai ha, những người sẽ gặp trong cái buổi ngày hôm đó, liên lạc với họ như thế nào, qua cái hình thức nào, đúng chưa? Rồi tính cách của họ ra làm sao, rồi họ refer là cái cách thức liên lạc của họ đó, rồi những cái role của họ ở trong một cái dự án là như thế nào, ví dụ ai là stakeholder chính, ai là business stakeholder, ai là người trả tiền, ai là project sponsor, tức là người đầu tư cho cái dự án này đấy, mình cần ai là người có thể ra quyết định trực tiếp, rồi ai là người có quyền lực nhất ở trong cái doanh nghiệp đó, mình cần phải biết được họ là ai và ghi chú lại hết, để khi gặp vấn đề mình tìm được cái người phù hợp để mình làm việc. Chứ nếu mà mình vào một cái dự án mà cuối cùng mình không biết BA là ấy, không biết cái thằng stakeholder là ai là thất bại rồi. Làm cái nghề này mà mình không biết được cái thằng stakeholder của mình là ai là thất bại. Vào trong bất kỳ cái dự án nào đi chăng nữa, cái việc đầu tiên cần nắm nắm top nó chính là nắm được cái thằng stakeholder. Rất rất là quan trọng ha, vào trong bất kỳ cái dự án nào đi chăng nữa, dự án đã chạy rồi hay dự án chưa chạy, hay dự án sắp chạy, hay dự án bất kỳ dự án nào thì phải nắm được cái thằng những cái thằng sale được, có thể là một thằng ha,
cũng có thể là nhiều thằng, có thể là 4 thằng, 5 thằng, có thể là 10 thằng, 20 thằng gì đó, whatever. Không cần biết, nhưng mà cần biết được rằng đó là phải nắm được mấy thằng đó, nắm được cái cách thức hoạt động của mấy thằng đó, cái cách thức liên lạc của mấy thằng đó, role của mấy thằng đó nó là cái gì, rồi backup solution của mấy thằng đó. Ví dụ như thằng này nó vắng thì thằng có thằng backup nào không? Tại sẽ có một vài các vị trí mà tụi nó sẽ khá là bận, vậy nếu trong trường hợp thằng đó nó bận thì vậy thì còn cái thằng khác hay không đấy, ví dụ vậy nha. Thằng nào là thằng ra quyết định, thằng nào là thằng mà quyền lực nhất tối cao đứng đằng sau cái bên đó là thằng nào, đúng không? Để đến khi mà mấy thằng kia nó lộn xộn, mình qua mình nói chuyện với thằng này là thằng này nó sẽ bóp cổ mấy thằng kia, ví dụ vậy. Chuyện này rất bình thường á, trong một cái công doanh nghiệp nào đó họ sẽ luôn có những cái thứ tự cấp bậc của họ, được chưa? Nên thành ra khi mà mình làm việc với mấy bạn stakeholder ở bên dưới mà mấy bạn không hợp tác với mình thì mình chỉ có cách đó, mình làm việc với sếp nó thôi, chứ nó làm sao giờ, chứ mình đâu thể nào mình để cho nó chặn đứng cái con đường của mình đi, chặn đứng cái nỗ lực của mình, đúng không? Mình phải tìm cách mình troubleshoot để cho cái dự án của mình nó chạy, cho dù sẽ phải va chạm với nhiều bên khác nhau nhưng mà mình vẫn phải làm như vậy thôi. Và tất nhiên cái việc đó mà nó là một cái dạng cử chỉ khéo của mình ha, chứ không phải là dạng như lộ liễu mình đi tới mình làm thấy ghê với người ta thì rõ ràng cũng không ok. Tất nhiên mình có cái cách của mình để mà mình tiếp cận một cách nhẹ nhàng mềm mại, nhưng mà vẫn thông điệp cho người ta biết được rằng là dự án này nó đang bị block lại, nó đang có một vài blocker cản trở. Và blocker cụ thể này chính là mấy cái bạn stakeholder ở bên đó, ví dụ như họ đang bận quá nên là không có họp với mình, nên không có share được mấy cái thông tin cần thiết quan trọng cho cái dự án, hoặc là mình hẹn tới hẹn luôn nhưng mà chưa khi nào hẹn được, hoặc là thông tin họ đưa nhưng mà nó không có chính xác, ví dụ vậy. Đó. Hoặc là hai hai stakeholder họ mâu thuẫn với nhau, thế là vào trong những cái buổi họp đó thì họ toàn là cãi lộn với nhau thôi, và nó làm cho cái buổi họp nó trở nên không hiệu quả, ví dụ vậy. Và mình đã tìm cách khuyên ngăn nhưng mà không được đó, ví dụ vậy. Đó là những cái blocker, những cái vấn đề nó đang gây cản trở. Mà mình thì khi mình nói với vai trò mình là khách hàng, mình nói thì nó không có hay, thì lúc này mình chỉ có thể nói chuyện với sếp của họ thôi để họ tìm cách để họ xử lý, đó là vấn đề trong doanh nghiệp của họ. Còn vấn đề của mình là tìm cách khai thác thông tin, và hai cái con người kia đang thể hiện một cái hiện tượng mà đang gây cản trở cho cái con đường của mình, cho cái việc mà mục tiêu của mình nó đạt được, nó đang họ đang gây cản trở, thì mình phải tìm cách mình xúc cái mấy cái locker đó đi, đúng không? Bằng cách này hay cách khác, mềm mại nhẹ nhàng êm ái dịu dàng hay mạnh mẽ táo bạo gì đó, bằng một cái phương thức nào cũng phải có một cái cách thức để mà mình giải quyết vấn đề đó, để đưa cái con tàu trở về lại như cũ, đúng không? Mọi người tưởng tượng một cái dự án nó giống như một cái con tàu nó chạy trên cái đường ray xe lửa vậy đó. Thì khi mà có bất kỳ cái blocker nào, mọi người tưởng tượng nó giống như là cái người ta nhét một cái cây vào trong cái con tàu đó, rồi làm cho cái bánh tàu nó bị kẹt vào đường ray, hoặc là cái bánh tàu nó bị chặn đứng, nó không có thể nào nó lăn bánh được. Nhiệm vụ của mình là phải xử lý mấy cái đó, xử lý mấy cái nút chặn đó, mấy cái blocker đó, để đưa mọi thứ trở lại vấn đề, để tiếp tục dự án nó chạy nữa. Ok ha. Rồi, rồi một tip của dành cho BA là hãy đặt mấy cái câu hỏi với stakeholder ha, kể với cái quy trình vận hành đó, nó giống cách cách mà mọi người đặt câu hỏi đó, để mọi người hiểu về cái quy trình của doanh nghiệp Vietlite họ đang chạy nó như thế nào đó mọi người đó. Tại vì khi mọi người hiểu về cái đó những cái kiến thức nó chính là cái domain đó, thì khi mọi người hiểu rồi mọi người mới biết được là cái doanh nghiệp này hiện tại họ đang vận hành cái bộ cỗ máy của họ ra làm sao. Tất nhiên là nếu như ban đầu họ nói là họ chỉ muốn làm quản lý, họ đang cần một cái hệ thống quản lý kho thôi, tất nhiên những cái câu hỏi mọi người cũng nên xoay quanh những cái vấn đề về kho, quy trình kho của họ, ok ha. Còn nếu như tức là họ có khoanh vùng cho mình rồi thì mình có thể đặt những câu hỏi trong đó. Còn nếu như họ nói tùm lum ở rất là nhiều các phòng ban khác nhau, tức là mình sẽ phải khai thác rất là nhiều để mà từ đó nắm được hết toàn bộ những quy trình hiện tại trong doanh nghiệp. Ví dụ như vừa rồi thì có doanh nghiệp Vietlite thì họ có rất là nhiều những cái phòng ban khác nhau đấy, rất là nhiều quy trình khác nhau, nên thành ra đó là mình sẽ phải hỏi rất là nhiều, từ đó mình càng khai thác được nhiều thông tin. Còn sau này khi trong điều kiện thực tế mọi người đi làm, có thể mọi người tiếp cận với một cái doanh nghiệp nào đó, có thể họ sẽ chưa muốn build một cái hệ thống toàn vẹn ngay từ ban đầu, mà họ có thể là tiếp cận theo hướng là họ chỉ build một phần nào đó thôi, giống như là họ chia ra mọi người MVP 1, MVP 2, tức là giai đoạn 1, giai đoạn 2 mọi người. Một cách đó là một cách để đầu để mà họ tiết kiệm cái chi phí của họ, thay vì là họ phải đổ ra một toàn bộ cái số tiền lớn ngay từ thời gian đầu. Họ có thể họ chia ra họ làm trong một cái dự án ngắn trong vòng 6 tháng, sau đó nếu mà làm tốt thì họ mới ký một cái hợp đồng tiếp theo để họ làm tiếp, ví dụ vậy. Đó cũng là mục tiêu của họ, ok ha. Ngoài ra còn để đánh giá partner của họ, chính là chúng ta, thì xem thử chúng ta làm việc có hiệu quả hay không, giải pháp chúng ta làm có ok hay không, đúng không? Chứ nếu mà họ đầu tư nguyên một cái cục tiền lớn thì nhiều khi nó không có hiệu quả, thì cái khả năng mất tiền của họ nó cao lên đấy, thì đó cũng là một cái phương án, ok ha.
Rồi thì việc elicit này có thể diễn ra một buổi hoặc là nhiều buổi, và có thể là trực tiếp hay gián tiếp. Trực tiếp là ví dụ như là mình có thể tổ chức một số cái buổi, ví dụ như là mấy cái buổi workshop. Buổi workshop này là cho mọi người tưởng tượng giống như cái buổi họp thôi, chứ cũng không có gì ha. Một cái buổi họp mà BA sẽ là người đứng lên, rồi sẽ là người lead cái buổi họp đó và khai thác thông tin từ họ. Thì trong đó cái buổi hôm đó sẽ có rất là nhiều phòng ban cùng join vào. Họ sẽ cùng nói ra những cái vấn đề của họ. Được chưa? Mình sẽ phải là người dự trù được cái topic trong ngày hôm đó, cái chủ đề trong ngày hôm đó là cái gì, để tránh trường hợp họ họ đi vượt quá xa. Cái buổi workshop là một cái buổi khó ha. Buổi khó thì đó là cái buổi mà mọi người sẽ phải có kinh nghiệm rất là nhiều để mà run được. Tại vì trong buổi đó nếu mà mọi người mà không có kinh nghiệm về việc mà quản lý một cái buổi workshop á, thì sẽ có trường hợp đó là họ sẽ dẫn mình đi. Thay vì mình dẫn họ đi thì họ sẽ dẫn mình đi. Họ sẽ cãi lộn, họ sẽ debate với nhau, họ sẽ tùm lum ta la ta lạ. Họ nói linh tinh lang tang, họ cãi nhau, họ mâu thuẫn với nhau, họ đưa ra những vấn đề, trong khi cuối cùng cái thứ mà mình muốn chốt mình chốt không được. Nên thành ra đối với cái nhiệm vụ của cái bạn mà làm BA ở trong cái buổi đó thì khá là cam go. Thường là những bạn có kinh nghiệm về việc mà lead một cái buổi meeting mà đứng giữa một đám đông cỡ 10-20 người mà không run á, đấy thì buổi đó mới run được ha. Còn nếu mà sợ đám đông thì cái buổi đó nó sẽ khá là cam go với mọi người đó, được chưa? Nên thành ra là một trong cái kỹ thuật của nghề này đó là phải thuyết trình cho đám đông vào cái việc mà tham keeper, ví dụ như là quản lý thời gian trong một cái buổi đó cũng phải tốt. Rồi cái việc đó là lead một cái buổi meeting đó cũng phải, đó là kỹ thuật của bạn làm BA. Giờ ví dụ như mới vô mình phải nói rõ là mục đích của buổi này nó là gì, rồi mình muốn đạt được cái gì. Đó, khi có ai đó mà nói chuyện một cái gì đó mà nó chật ra khỏi cái đường ray, ra khỏi cái mong muốn của mình trong cái buổi đó, mình phải align lại, mình phải nói lại cho người ta biết. Tại vì cái thời gian của buổi này nó có hạn, nên là buổi này em muốn là mọi người tập trung ở đây nếu mà mình trao đổi về cái vấn đề này. Đó, cái output mình đặt ra ngay từ đầu mình phải nói rõ cái mục đích của buổi này là gì, và cái mục tiêu cần có, tức là cái output của cái buổi này ra là gì, để tất cả mọi người trong cái buổi này họ đều aware được. Họ đều aware được cái mong muốn của mình và cái mục tiêu của buổi này là gì. Nếu mọi người không đưa ra được mấy cái đó là họ không có cái limit của họ. Họ không có cái scope. Vì họ không có scope nên họ được quyền nói bất cứ điều gì họ muốn. Hình dung là ha, nên thành ra chú ý mấy cái đó để mà viết trong buổi đó mình cần nói những cái gì. Tới đâu nhỉ? Rồi, thì ngoài ra thì ví dụ như gián tiếp là mọi người có thể đặt câu hỏi bằng cách là gửi email cho người ta, hoặc là mọi người có thể chat qua cho người ta, đó cũng là một cái ví dụ. Hoặc là mọi người có thể là video call cho người ta đấy, hoặc là gọi điện cho người ta, whatever, bằng một cái cách thức nào đó mà mọi người lấy được thông tin thôi, được chưa? Thì tùy theo stakeholder để mà mình lựa chọn cái phương án cho nó phù hợp, đúng không? Ví dụ có thằng thì nó thích nhắn tin, không thích gọi điện, không thích gặp mặt. Có thằng thì nó thích email, nó bận lắm, nó chỉ thích trả lời email thôi, chứ không ấy phương án thì nó không thích. Ví dụ vậy thì tùy theo cái thằng stakeholder để từ đó mình lựa chọn cái phương án cho nó phù hợp á. Rồi ok, tự nhiên một diễn có nhiều vai trò khác nhau, thường như được chỉ định bởi sponsor ha, tức là một cái bạn stakeholder họ có thể có run một vai trò hoặc là nhiều vai trò khác nhau trong một cái dự án. Nhiều nãy mình đã có nói thì cái thường cái thằng mà đầu tư cho dự án á, thường thằng nó sẽ là cái thằng chùm, nó có quyền lực nhất định ha. Thằng này sẽ là cái thằng quyết định ai làm cái gì trong một cái dự án, khi mà nó run một cái dự án, khi mà nó quyết định nó đầu tư một cái dự án, thường nó sẽ đưa ra một cái chỉ định luôn, à mày sẽ làm gì, mày làm gì. Tức là cái người này họ sẽ nói anh Nam, anh Nga, anh My gì đó, anh sẽ hỗ trợ cùng với đội bạn, cùng với BA ở bên công ty kia đó để làm gì gì đó. Thì trong cái buổi đầu tiên mà hai bên nói chuyện với nhau, anh sẽ chỉ định rõ luôn ai sẽ là người làm việc đó, để mà anh chỉ rõ cái vai trò, cái trách nhiệm của cái anh bạn đó. Thì mình cứ thông qua buổi đó mình cứ bắt thóp anh đó thôi, cứ làm việc với anh đó. Khi mà anh đó anh làm việc không chỉnh chu thì mình có cách thức nhiều nãy mình đã kể để mình làm việc thôi. Rồi, tất nhiên trong buổi đó mình cũng sẽ chào hỏi người ta để mình tạo cái connection với người ta, rồi mình có thể đặt câu hỏi để mình biết được cái vai trò của họ là ai, là gì trong dự án, đúng không? Và tất nhiên mình phải ghi chép lại mấy cái phương thức liên lạc với họ, và họ refer thông qua mấy cái phương thức liên lạc nào, mình có thể refer với họ một số các phương thức liên lạc, email hay gì đó, đúng chưa? Rồi mình thích cái loại nào thì mình nói, nhưng tuy nhiên em vẫn refer làm như vậy, tại vì làm như thế này nó hiệu quả, ví dụ vậy. Mình cứ nói luôn cho người ta, người ta quen. Còn nếu không có vấn đề gì người ta sẽ yes với mình ngay lập tức, đúng chưa? Còn nếu mà có vấn đề gì đó người ta sẽ nói, để từ đó mình cân nhắc lại, để thay đổi lại, rồi mình cập nhật lại cái phương án, ok ha. Nên ví dụ như là có người thì chỉ thích email nè, có người thì thích làm việc trực tiếp, ví dụ vậy.
ok ha. Hoặc là ví dụ như cái thời gian họp đó, thì ví dụ như họ chỉ thích họp vào lúc 7 hoặc 8 giờ sáng thôi, mà mình thì mình muốn là 10 giờ 11 giờ ví dụ vậy, thì hai bên điều chỉnh với nhau cho nó phù hợp thôi. Tất nhiên là vẫn refer ở trên cái lịch của người ta, tại vì người ta rất là bận à, mà thật ra mình cũng bận đấy. Tuy nhiên là mình là đang là khách hàng mà ấy, người ta đang là khách hàng nên thành ra đó là mình sẽ refer theo cái lịch làm việc của người ta. Ok ha. Rồi thì ngoài ra thì BA cũng cần lên cái kế hoạch để mà exit business ha, cho tất cả các stakeholder luôn, để mà từ đó mình đảm bảo được cái yếu tố về mặt thời gian, rồi cái quản lý cái công việc nó hiệu quả. Chứ không thể nào mà bút hết tất cả mọi người cho vào trong cái buổi đó, cái việc mà mình hỏi toàn bộ thông tin cho toàn bộ cái quy trình của ta cũng là điều impossible, không thể nào như vậy được, đúng không? Mình cần phải chia ra. Ví dụ như hôm nay mình hỏi về cái phòng kho, khoảng phòng phòng ban ở kho, hôm sau mình nói về cái phòng phòng kế hoạch, hôm sau mình lại nói về cái phòng tài chính, ví dụ vậy, đúng không? Hoặc là sáng nay mình làm việc với độ này, chiều nay mình làm việc với độ kia, ví dụ vậy. Thì tất nhiên là làm việc như thế nào, cái tần suất như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái planning của cái dự án và cái deadline, cái quỹ thời gian mình có được nó là bao nhiêu, nó từ đó mình lên kế hoạch cho nó phù hợp. Ok ha. Rồi thì tất nhiên là trong quá trình mà mình làm mình cũng mình xin thêm một vài cái thông tin, hoặc là ví dụ như là mình có thể là mình xin người ta để mình trực tiếp mình quan sát cái quy trình nghiệp vụ của người ta. Ví dụ như tại tuyệt vời nhất vẫn là nếu như mà có điều kiện vẫn là nó là sẽ tham gia mình quan sát trực tiếp cái quy trình của người ta hiện tại nó đang có, người ta sẽ dẫn mình đi, người ta sẽ dẫn mình đi, cái đó gọi là game about work ha, từ này ha. Đó, người ta sẽ dẫn mình đi toàn bộ cái quy trình của người ta nha. Đó, mình vừa đặt câu hỏi để mình biết được người ta cái quy trình hiện tại người ta đang như thế nào luôn, thì nó điều đó điều quá tuyệt vời rồi. Có ai đó là tour guide người ta dẫn mình đi là điều đó quá là tuyệt vời rồi, đúng không? Còn nếu không thì mình bắt buộc mình phải hỏi từ từ, đúng chưa? Nhưng mà tất nhiên mình cũng nên đề nghị với người ta. Rồi thì sau khi mà mình phân tích, mình lấy được thông tin rồi hết rồi mọi thứ rồi, thì mình sẽ làm cái bước đó là mọi người sẽ phải phân tích business, tức là collect thông tin nè, sau đó chắt lọc thông tin, đúng không? Mọi người nhớ lại dự án Việt Nam tin một người rất là nhiều, người chắc lọc nó rất rất là nhiều, nhưng mà có thông tin quan trọng, có thông tin không quan trọng, rồi có thông tin là thông tin nhiễu nữa, rất là nhiều những thông tin. Thì nhiệm vụ của mình đó là chắc lọc lại và logic nó lại, thì cái đó cái kỹ thuật đó là logical thinking, ok ha. Mình logic những cái vấn đề lại với nhau, những thông tin nào liên quan với nhau, để từ đó mình vẽ lên được một cái quy trình hoàn chỉnh. Thì cái việc mà vẽ lên này có thể là vẽ chỉnh chu, có thể là vẽ không chỉnh chu, để phục vụ nội bộ, phục vụ mục đích cho mình thôi cũng được, được chưa? Cái chuyện đó là chuyện của mọi người. Nói chung là thông qua cái việc mà vẽ vời như vậy là giúp cho cái việc đó là mình hiểu về cái doanh nghiệp Việt Lai này nó đang như thế nào, của cái doanh nghiệp đó nó đang như thế nào, để từ đó mình chỉ khi mà mình hiểu được về quy trình của người ta thì mình mới biết được là cái doanh nghiệp của người ta nó đang mắc những vấn đề gì, đúng không? Thì cái việc mà mọi người mà dùng cái kỹ thuật mà vẽ BBMN này, tức là quy trình hóa cái doanh nghiệp của người ta lại, hoặc là nếu như mà doanh nghiệp người ta đã có quy trình rồi thì mình xin những cái tài liệu mấy cái quy trình đó. Tuy nhiên là lưu ý một điều là nhớ hỏi qua để xem thử là cái quy trình hiện tại của người ta có phải là mới nhất hay chưa. Nhiều khi người ta vẽ nhưng mà vẽ cách đây 3 năm, 10 năm gì đó rồi, thì cái việc cập nhật của người ta nó không có thường xuyên, hoặc là có khi người ta vẽ cho vui thôi, chứ lúc mà người ta vận hành đó, thực tế thì người ta vận hành theo kiểu khác, đúng không? Nên thành ra đó là mình cũng phải hỏi để tìm hiểu để xem thử là cái độ chân thật của cái độ tin cậy của cái tài liệu mà người ta gửi cho mọi người nó như thế nào nha. Từ đó để mình biết được, nếu trường hợp mà nó lâu rồi người ta không cập nhật thì rõ ràng mình bắt buộc mình phải tìm hiểu lại để xem thử cái quy trình thực tế hiện tại nó đang ra làm sao. Ok ha. Rồi ok, tới đâu rồi đây, sau khi vẽ BBMN ha, để bắt đầu cân nhắc. Rồi bây giờ thông qua cái việc mà mọi người vẽ về cái bức tranh toàn cảnh về cái dự án, về cái quy trình hiện tại của doanh nghiệp của người ta nó đang có là cái gì, thì thông qua đó mọi người cũng thấy được là mấy cái pain point, như mấy cái business problem của người ta ở trong cái doanh nghiệp đó, ở trong cái quy trình đó, đúng chưa? Đó, mọi người cũng note lại, mọi người khoanh vùng nó lại, mọi người ghi chú, mọi người highlight nó bằng cách nào đó để mọi người gây được sự chú ý ở ngay chỗ đó, nó đang có những cái vấn đề này, của cái actor này nó đang có những vấn đề này, đúng chưa? Thì chính những điểm đó, những cái điểm yếu đó chính là những điểm mà người ta chắc chắn người ta sẽ cần mình tư vấn cái giải pháp, đúng chưa? Và tất nhiên là cái việc mà mình ghi nhận lại những cái pain point, những cái business problem đó, mình cũng phải làm
prioritize nó lại, tức là mọi người sắp xếp cái thứ tự ưu tiên cho nó, đúng không? Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho nó, cái nào là cái quan trọng nhất cần phải được xử lý, cái nào là cái quan trọng nhì, cái nào là cái quan trọng ba, cái nào là cái ảnh hưởng nhiều nhất, cái nào là cái ảnh hưởng thấp nhất đấy. Từ đó để mình cân bằng cái phương án của mình, nên làm cái gì trước, nên làm cái gì sau. Ok ha. Rồi sau đó là tới cái buổi là mình trình bày cái giải pháp. Cái buổi này gọi là pitching deck ha. Cái buổi này hôm bữa mình đã có làm rồi đấy. Đấy, thì trong cái buổi này thì mình sẽ là proposal một cái giải pháp, một cái phương án. Đấy, thì nó tất nhiên nó sẽ dựa trên cái kinh phí trước đó mình phải hỏi người ta này, thì sẽ để mà mình tham khảo được cái kinh phí dự trù người ta muốn là bao nhiêu, kinh phí này, cái timeline người ta dự trù người ta làm nó sẽ là khi nào, đúng không? Mình sẽ phải là người hỏi về những cái vấn đề đó của người ta. Rồi từ đó nếu mà mình biết được cái mong muốn của người ta nó đang có là cái gì. Trong trường hợp người ta từ chối, xe cho mình về những cái budget của cái dự án, về cái kinh phí của cái dự án, về cái timeline của cái dự án, mình không biết được là họ dự định họ làm như thế nào. Mình vô được chưa? Thì trong cái trường hợp đó thì mình là có một cái khá hay, đó là mình có thể chia cái giải pháp của mình ra làm hai gói. Một gói dạng giống như gói basic, gói standard, tức là một cái gói tiêu chuẩn, với một cái gói là một cái gói advanced. Đấy, khi mà mình không biết được cái budget của người ta là bao nhiêu thì rõ ràng mình phải đi theo phương án này thôi là điều tuyệt vời. Lúc này là mình sẽ đưa ra một cái gói basic dành cho những người mà có cái gói này, nó sẽ rẻ tiền ở cái mức độ cơ bản, giải quyết những cái vấn đề nóng hổi của người ta. Còn một cái giải pháp advanced, giải quyết trọn vẹn tất cả những vấn đề của doanh nghiệp của người ta hiện tại đang có, nó là gì, đúng không? Rồi từ đó họ sẽ tự cân nhắc cái phương án của họ. Mình sẽ báo giá cho họ từng cái budget cũng như cái timeline. Thì phụ thuộc đó, ví dụ họ muốn làm nhanh làm gấp thì mình lại có một cái kiểu khác, họ có thời gian nên làm từ từ cũng được, ví dụ vậy. Là họ muốn họ đầu tư nhiều tiền, họ muốn làm trọn vẹn luôn thì mình review cái phương án kia, ví dụ vậy. Ok ha. Thì nếu như mà trong trường hợp mà không biết được là cái kinh phí ban đầu họ dự trù là bao nhiêu thì đi theo cái cách thức vừa rồi. Ok ha. Rồi thì sau khi mà hai bên họ thống nhất với nhau về những cái vấn đề đó rồi, họ chốt là họ sẽ làm việc với mình, họ sẽ tiếp động với bên mình á, thì lúc đó là hai bên cần ngồi lại với nhau để mà chốt lại cái scope, cái phạm vi của cái dự án, ví dụ như là cần làm những cái tính năng gì, rồi những cái module nào ở trên cái hệ thống, đúng không? Cái scope of work á, đấy, thì hai bên cần ngồi lại với nhau. Tất nhiên mình sẽ report cho họ một số cái tính năng cần có, rồi mình sẽ ngồi lại với họ để mà giải thích cho họ hiểu từng cái đó, rồi họ cần thì họ giữ lại, họ không cần thì họ remove. Họ sẽ cùng review của mình sẽ rất là chặt chẽ, thì mình sẽ phải làm việc với họ nhiều buổi liền cho đến khi mà cập nhật vào hai bên chốt với nhau để cho làm cái scope, đúng không? Thông qua cái scope này bên mình cũng báo giá trực tiếp cho họ là với cái scope như thế này thì giá tiền sẽ là bao nhiêu, kinh phí thực hiện, rồi timeline dự trù sẽ là bao nhiêu, mình báo giá chính xác luôn cái ngày mà mình release cái sản phẩm này là bao nhiêu. Lưu ý là nhớ có cái buffer trong vào trong đó ha. Buffer tức là một cái khoản gọi là an toàn cho mình đó, dự trù tăng khoảng cỡ 10% gì đó cũng dùng vậy, đúng không? Để cho cái trường hợp và ví dụ như có những cái thay đổi trong quá trình mà thực thi, tại không có cái dự án nào nó đi đúng cái lộ trình ban đầu đó, đa số là nó sẽ tùm lum tá lả. Ví dụ như vấn đề về resource nè, vấn đề về con người, ví dụ như ban đầu dự trù là team có 10 bạn dev, tuy nhiên bị covid hết 3 thằng, ví dụ vậy, còn 2 thằng còn lại quyết định về quê không thấy gì nữa, thì cái vấn đề resource là vấn đề muôn thuở trong một cái dự án, thành ra là nên có cái buffer, đúng không? Rồi kinh phí nữa, ví dụ như ban đầu mình estimate thấp quá, mình nghĩ rằng mọi thứ nó đi rất giống như cái này thì cái kinh phí nó có thể là 100 triệu thôi, tuy nhiên là thực tế là nhiều khi nó lại không như vậy, tại đó là thị trường nó là một cái biến số mà, thành ra đó là mình phải lưu dự trù trong khoảng mà đột biến đó. Thì cái khoảng 10% đó là để bảo đảm cái lợi ích đó, thì nó cũng nên cộng thêm vào. Đó là vài ví dụ ha. Rồi sau đó bước cái tiếp theo, sau khi chốt được cái scope rồi thì mình sẽ bắt đầu mình elicit ha, mình elicit requirement. Lúc này là mình bắt đầu mình khai thác vào, đi vào chi tiết rồi, nó không còn là ở dạng ở như trong scope nữa, những cái thứ mà high level nữa, mà nó đi vào chi tiết rất rất là chi tiết rồi. Trong giao diện đó nó có phông chữ là bao nhiêu, rồi nó có size chữ là cái gì, rồi nó có màu sắc như thế nào, rồi cái component này hoạt động ra làm sao, tất cả những cái phương án đó mình vẽ nó lên rồi mình report cho người ta, đúng không? Rồi mình có thể dùng mấy kỹ thuật như là mình sketch, rồi mình vẽ tay,
để cho người ta hiểu, người ta chốt phương án như mình, cộng đồng mình vẽ thành nút cấp, ví dụ này nó cũng là một cách. Đấy, nếu mình khai thác, mình vừa làm vừa đặt câu hỏi với người ta, từ đó mình biết được cái mong muốn người ta, có phải anh đang muốn như thế này không, anh muốn như thế kia đó. Thì ban đầu người ta chưa biết người ta muốn cái gì đâu, ban đầu chưa biết người ta muốn gì, thì thông qua cái cách mà mình đặt câu hỏi để mình khai thác thông tin từ người ta, được chưa? Rồi khi mà người ta ok với mình, tức là đó chính là refinement đó. Mọi người lưu ý một cái chuyện đó là luôn 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 practice cái việc đó là elicit, đúng không? Mình phải khơi gợi để mình biết được, đúng chứ không phải nó còn mà mọi người cứ đưa ra những cái vấn đề, những cái quan điểm của mọi người vẽ rồi nó lên, mọi người chưa hỏi còn người ta nhiều khả năng là người ta sẽ nhiều khả năng đó là người ta chưa có học chưa xem. Nếu mà mọi người không có elicit nói thì nhiều khả năng người ta từ chối, là mọi người sẽ phải sửa lại cái mốt tốt đó, nó sửa đi sửa lại nó càng mất thời gian. Mà nếu trước đó mọi người có hỏi qua rồi đó, thì cái việc mà mọi người vẽ cái đó thì nó đỡ bị sửa lại, nó có thể đỡ mất thời gian của mọi người hơn. Đấy thì nhớ cái kỹ thuật đó, phải luôn như là mình tương tác với người ta để mình biết được cái mong muốn ngay từ đầu của người ta lúc nào cũng tốt hết đấy. Chứ nếu mà ngay từ đầu mình không hỏi không nói gì hết, mình tự mình đơn phương mình làm á, hoặc là mình tự mình chế ra những cái thứ mà trong scope nó không có, thì cái người mà chịu suffer nhiều nhất đó là team của mình. Mọi người lưu ý ha, chỉ cần một lời mọi người nói ra thôi, một dòng mọi người viết ra thôi, một cái màn hình mọi người vẽ ra thôi, nó có thể là một tuần hoặc hai tuần làm việc của team mình, mà chả ai mượn mọi người làm cái chuyện đó hết. Trong scope thì đã chốt hết rồi, mà mọi thứ mọi người diễn biến ra toàn là không nằm trong scope, mà mọi người cứ thích diễn biến ra. Hãy lưu ý cái chuyện đó, lưu ý cái chuyện đó ha. Mình nhắc đi nhắc lại, tại sao trong khóa học này mình lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó là để chi? Tại mọi người đang làm BA, thì cái mọi người đang cần bảo vệ là cái scope của mọi người. Làm cái nào read được cái đó tức là thành công, chứ không phải làm cái nào để read được cái thứ mọi người trong đầu mọi người nghĩ là thành công. Mọi người phải phân biệt được cái chuyện đó, nhiều khi nó là cái ảo giác do chính mình tạo ra thôi. Mọi người nghĩ đây là cái mong muốn của stakeholder nhưng không phải, đó là mong muốn của mình đó. Lưu ý cái chuyện đó ha, lưu ý nhắc đi nhắc lại luôn luôn elicit, luôn luôn confirm với stakeholder, cái đó mới là cái mong muốn của thằng stakeholder. Chứ còn mà mọi người không hỏi qua nó, mọi người không ấy, thì mọi người rõ ràng đó là cái mong muốn của mọi người rồi. Mình giống như cần phải phân biệt được rõ ràng. Nhiều khi chính mình rơi vào cái bẫy tâm lý đó, rồi mình bị phụ thuộc vào nó, cái lúc nào mình cũng nghĩ mình là ngon, rồi mình nghĩ là ý tưởng kia, rồi này nọ thứ làm thế ghê lắm. Không ai mượn hết. Cái dự án nó kéo dài ra, tham lam nó kéo dài ra, tiền nó cũng kéo dài ra. Cái tiền nó ngày càng nó giảm xuống, lợi nhuận nó giảm xuống. Do tuyển phải thằng BA hay chế đó, kiểu vậy ha. Lưu ý cứ stick ở trong cái khoảng cái vùng đó, hai bên đã thỏa thuận với nhau ngay từ đầu rồi mà, chứ đâu phải là mình gian dối hay mình làm gì đó chứ. Mọi thứ đều đã được chốt với nhau cái phương án ngay từ đầu hết đấy. Hoặc là nếu mà mọi người review được ngay từ rồi, ban đầu mọi người review đi, hai bên chốt với nhau đi, báo giá ngay từ ban đầu với những cái như vậy luôn đi, thì nó sẽ ok. Còn lúc sau mới review ra những chế ra những cái này, chế là những cái nọ, cái thời gian ban đầu thì không estimate, lúc sau là estimate, lại có ấy thêm cái đó, nó sẽ gây over cho cái dự án. Ok ha, lưu ý cái gì đó nhé. Thì cái này là cái cá nhân mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình như vậy. Sau này còn mọi người thích play cái gì mọi người play, thì mình share hết những gì mà mình trải nghiệm được, mình share với mọi người với kinh nghiệm của mình. Tại sao mình nhắc đi nhắc lại? Tại vì mình thấy đó là cái sai lầm của rất nhiều người mới còn nghe. Còn cái việc mọi người lựa chọn là sao là chuyện của mọi người. Ok ha. Rồi thì trình bày mock-up để cho người ta hiểu để điều này for sure rồi, đúng không? Để mà chốt cái mock-up với người ta, đúng không? Thì cái buổi này có thể diễn ra một buổi hoặc nhiều buổi, đúng không? Để mà từ đó mình chốt với người ta cái phương án. Ví dụ như mọi người làm dự án theo kiểu waterfall thì mọi người sẽ phải chốt nó toàn bộ mock-up ngay từ đầu luôn. Còn nếu mà làm dự án theo kiểu agile thì mọi người làm tới đâu thì mình chốt tới đó. Ví dụ như trong sprint 1 mình dự định mình làm 10 cái use case đây, ví dụ vậy đó. Thì trong sprint đó mình chỉ chốt mock-up ở trong 10 cái use case đó thôi. Để chốt xong rồi mình viết user story là gì ở trong dự án thứ hai mình sẽ học ha, ví dụ vậy. Nên tùy theo cái scope đó, mình tùy theo cái mô hình của dự án đó mình làm, mình chốt với người ta. Rồi sau khi mà mock up được chốt rồi nè, lưu ý nè, lúc nào mock up nó chốt luôn á, rồi sau đó nó mới tới bước cái document ha. Đừng bao giờ nhảy qua làm document rồi bắt đầu mới ngồi quay lại ngồi vẽ. Đây là cái ngu của những cái ngu ha, đừng bao giờ làm như vậy. Mình đã xảy mình mà mình thấy là có nhiều công ty nó còn run vận hành kiểu vậy nó, thì bước đi sai lầm là đi theo hướng đó. Ok ha. Lý do là bởi vì nếu mà mọi người chốt tài liệu mà mock up thì chưa chốt, chưa vẽ mock up mà đi chốt tài liệu trước,
rồi lỡ ví dụ như mà giờ trong quá trình viết tài liệu đó rồi có cái sự thay đổi gì rồi sao, bắt đầu quay lại sự mock-up rồi hay sao, hình dung rồi ha. Nên thành ra là thường là mock-up sẽ được chốt trước, giờ giao diện mới chốt trước, hai thằng nó aware với nhau, vậy thì nó là mình và cái thằng stakeholder chốt với nhau về mặt giao diện rồi mới viết tài liệu. Còn tài liệu trước rồi ví dụ như tài liệu nó thay đổi liên tục mà, nên thành ra đó là vẽ mock-up rồi viết tài liệu, vẽ mock-up rồi viết tài liệu, vẽ mock-up rồi viết tài liệu, nó phải chốt với mình về mock-up rồi mình mới viết tài liệu. Còn nếu mà nó chưa chốt về mock-up thì đến làm sao quần, đến khi nào mà nó chốt được mock-up thì mình vẽ tài liệu. Tất nhiên phải boost nó làm cái nào để giảm rút ngắn được cái thời gian này lại, boost nó để lúc nào cũng rút ngắn được thời gian, tại để cho thời gian này nó kéo dài quá lâu thì nó ảnh hưởng đến cái mấy cái bước sau, hình dung rồi ha. Nên thành ra đó là đó lý do sao mà nãy mình nói mình lấy cái ví dụ về cái con tàu nó chạy trên đường ray là vậy đó. Nó đi qua nhiều cái chạm khác nhau, mà nếu như một cái chạm nó dài quá rõ ràng mấy chạm sau bắt buộc phải ngắn lại, nó ảnh hưởng nó domino hết mấy cái đến mấy cái chạm còn lại. Nên thành ra đó là mình phải tìm cách mình rút ngắn nó càng ngắn càng tốt. Cái việc mình làm mình đi theo step mà nó hiệu quả rồi, nó theo cái guồng máy rồi thì nó, tất nhiên nó sẽ hiệu quả. Cái việc mình vẽ một cấp, cái việc mình elicit, mình lấy yêu cầu hay mọi thứ thì nó có, mà nó hiệu quả nó chính xác thì nó thời gian nó sẽ được rút ngắn, thì mình sẽ có lợi thế về mặt thời gian. Nếu không mình sẽ phải tăng ca, nếu không mình sẽ phải tuyển thêm người rồi tùm lum các thứ, rất là nhiều vấn đề. Ok ha. Rồi sau khi vẽ chốt hết mock up mọi thứ rồi, hoặc rồi thay gì đó rồi, nếu rồi thay là trong trường hợp làm màu thôi nha, còn lại bình thường mock up là ổn rồi. Được chưa? Mock up là đã đủ ổn để mà có thể đi vào lớp rồi. Được chưa? Sau đó thì mình sẽ bắt đầu viết tài liệu ha. Thì tùy theo cái mô hình của mình, ví dụ như là chạy theo mô hình Agile hay Waterfall, mà mình có cái cách thức mình viết tài liệu cho nó phù hợp. Được chưa? Thì nếu mà chạy theo mô hình Agile thì có thể mình sẽ chạy trước một screen, hai screen. Được chưa? Nếu Waterfall mình sẽ phải cần lấy hết toàn bộ yêu cầu hết ngay từ đầu luôn, trước khi mà bắt đầu bắt tay vào cái việc mà develop thì toàn bộ yêu cầu sẽ được lấy hết. Ok ha. Rồi thì tất nhiên là người ta sẽ phải đồng thuận với mình hết rồi thì mới bắt đầu cái quy trình đó mà develop. Develop tức là dev, họ sẽ bắt đầu họ thực thi cái việc mà lập trình đó, họ lập trình ha. Lúc này là lúc mà dev họ sẽ nhúng tay vào, họ sẽ bắt đầu. Thì trước cái buổi cái này là mình sẽ phải transfer những cái thông tin lại cho dev để họ hiểu được về cái scope của cái dự án đó là cái gì, từng flow của dự án nó ra làm sao. Mình sẽ phải là người transfer lại hết thông tin cho người ta, đúng không? Mình là kỹ sư trưởng của vấn đề này mà, mình sẽ phải giống như là mọi người tưởng tượng giống mình giống như cái người đạo diễn vậy đó, mình là người đạo diễn ở trong một cái buổi ở trong một cái bộ phim, rõ ràng mình cần phải nói được cái mong muốn của mình, cái expectation của mình, đúng không? Cái goal của cái dự án này nó là cái gì, mình phải nói rõ cái mong muốn của mình cho dev hiểu, đó, hiểu được cái bức tranh, hiểu được cái flow của cái doanh nghiệp này, cái những cái thông tin cơ bản bên lề. Nói chung là làm sao để cho dev họ hình dung ra được giống như mình hình dung. Được chưa? Rồi, có thể trong buổi này sẽ có những cái bạn testing sẽ cùng tham gia vào, những bạn tester, bạn sẽ cùng tham gia để hiểu được cái quy trình này sau này bằng test cho nó hiệu quả. Ok ha. Rồi sau đó mới tiến hành develop. Đấy thì khi đó mấy bạn sẽ lập trình lên cái sản phẩm. Thì khi mấy bạn lập trình lên rồi thì sẽ có đội tester họ sẽ join vào để mà họ test lại cái sản phẩm. Ok ha. Đây nè. Họ sẽ test lại để cái này gọi là cái bước kiểm thử ha. Đó, họ sẽ test lại để xem thử mấy cái tính năng này nó có hoạt động giống như những gì được viết ở trong tài liệu hay không. Đó, nên tài liệu viết càng kỹ thì càng có lợi, còn tài liệu mà viết không có kỹ á thì nó sẽ ảnh hưởng. Test họ không biết test như thế nào, họ sẽ hỏi mình, đúng không? Anh ơi trường hợp này dấu ý sao? Anh ơi trường hợp kia dấu ý sao? Đó, thì thường là do tài liệu viết không kỹ nó mới xảy ra mấy tình huống đó. Còn nếu tài liệu viết kỹ thì cứ cứ thế mà làm thôi, cứ làm theo giống như kịch bản, ví dụ giống như là một cái kịch bản của phim vậy đó. Nếu mà kịch bản phim mà viết kỹ thì người ta đâu cần phải hỏi, diễn viên đâu cần hỏi đâu, cứ thế mà làm thôi, cứ thế mà diễn thôi. Ok. Rồi thì test lên sản phẩm, rồi test ok thì là cho qua, còn test không ok thì trả ngược lại cho dev. Họ sẽ sửa lại cho đến khi nào mà ok họ lại bắt qua cho tester họ kiểm tra. Được chưa? Tester mà kiểm tra ok rồi thì lúc này mà nếu mình có thời gian thì mình sẽ join vào, mình sẽ test luôn, mình sẽ là người trực tiếp trải nghiệm cái sản phẩm đó để xem thử nó có đúng giống như những gì mình mong muốn hay không. Ok ha, chứ đừng chỉ giao hết mọi sự cho tester, tại nhiều khi họ không có hiểu sản phẩm bằng chính mình đâu, đúng không? Nhiều khi do lỗi của mình lúc ban đầu mình viết tài liệu nó không kỹ nên thành ra là họ đang hiểu sai vấn đề, họ làm ra cái sản phẩm gì đó nó không đúng, thì đến khi mà mình trực tiếp mình trải nghiệm qua cái sản phẩm đó mình mới thấy được cái vấn đề. Nói chung là refer mọi người đó là hãy trải từ trực tiếp trải nghiệm cái sản phẩm thay vì giao cho người khác. Ok ha. Thay vì giao cho người khác hãy trực tiếp trải nghiệm cái sản phẩm của do chính đội của mình làm ra, tại vì mình là người cầu nối mà, mình là ở bên phía làm việc với dev, mình đại diện cho stakeholder
làm việc với stakeholder thì mình đại diện cho team của mình, ok ha. Mình thành ra đó là cái việc mà tự trải nghiệm sản phẩm mình để hiểu rõ cái mong muốn của khách hàng nó như thế nào. Mình là người hiểu nhất mà, đúng không? Thì mình sẽ biết được cái sản phẩm nó đang vận hành có đang đúng hay không. Nếu không đúng là phải viết bác cho team của mình ngay từ ban đầu, đừng có để cho nó dồn ứ. Nhiều khi nó sẽ là một cái hiệu ứng domino, cái này nó sẽ gây cho cái kia, cái sau cái nọ gì đó các thứ, nó làm cho cái timeline ngày càng bị kéo dài ra. Và nếu mình phát hiện lỗi ngay từ đầu mình sửa thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, ok ha. Rồi sau một cái buổi testing mà nếu mọi thứ ok rồi, mình có thể booking, mình demo với người ta, mình demo với người ta để cho người ta biết được là cái hệ thống này nó đang chạy, nó đang vận hành theo cái hướng như vậy đó, để cho người ta để mà người ta chứng kiến, giống như để người ta chứng kiến cái sản phẩm nó được hình thành, nó được vận hành theo kiểu như vậy, được chưa? Thì cái buổi demo này giống như mấy cái buổi mà mọi người hay có mấy cái buổi ra mắt gì đó, mấy cái buổi mà ra mắt iPhone, ra mắt gì đó mà mọi người để ý, hay có mấy cái người đó người ta lên người ta demo, người ta chạy cái sản phẩm, nó chạy cái nền tảng, nó cho mấy cái người khách dưới người ta xem đó, ví dụ vậy. Nói chung là để cho họ thấy được là cái hệ thống, cái quy trình này, cái một cái sản phẩm này nó đang vận hành, có khả năng vận hành. Này nha. Và tất nhiên cái buổi demo này là cái việc mà hạn chế xảy ra bất là cái chuyện là refer ha. Hạn chế xảy ra bất cái việc bất là lỗi của hệ thống á. Chứ nếu mà nhiều khi mà test không kỹ trong buổi demo nó xảy ra lỗi lý các thứ thì nó cũng không hay. Này nha. Rồi thì đây là cái UT ha. Cái testing hồi nãy chỉ là mới là testing của QC nhà mình test thôi. Ngoài ra nó sẽ còn có một cái buổi gọi là UAT. Buổi UAT này nó là một cái ở bên phía bên stakeholder, họ sẽ có một cái đội ngũ gọi là testing ở bên phía họ, ha. Thì họ sẽ là đưa người của họ vào để mà trực tiếp mà test mấy sản phẩm này, chứ không thể nào họ nhìn qua cái buổi demo đó họ ký duyệt được. Họ cần phải test nó rất là kỹ. Đấy. Nên sẽ là có một cái bước gọi là bước UAT nữa. Bước UAT này cũng là cái bước test thôi, nhưng mà lúc này là user testing, họ test dưới góc nhìn của một cái người làm user, hiểu chưa? Họ sẽ test rất là kỹ ha, mà nó thể kéo dài có thể khoảng vài buổi hoặc một tuần gì đó, ví dụ vậy, có thể 2-3 tuần gì đó luôn, hiểu chưa? Thì họ sẽ test trên rất là nhiều những cái product khác nhau, nhiều nền tảng khác nhau. Ví dụ như mình build một cái mobile app đi, thì họ có thể test ở trên Android, ở trên iOS, rồi ở trên iPhone, ở trên điện thoại Samsung, trên điện thoại Oppo gì đó, họ có thể thay đổi nhiều device khác nhau với nhiều cái hệ điều hành khác nhau luôn, để họ kiểm tra xem thử có lỗi xảy ra khi mà họ đưa ra nhiều cái biến số như vậy tham gia vào trong cái môi trường test như vậy hay không, để họ đảm bảo là mọi thứ nó chạy ổn. Đấy. Rồi thì sau cái lúc mà UT đó sẽ tới cái bước inspection này là cái giống như là ký nghiệm thu cho cái dự án á, ký nghiệm thu cho cái dự án ha. Đấy, thì khi mà họ ký nghiệm thu tức là họ đồng ý họ trả tiền đó. Cái bước này rất là quan trọng ha. Và thường bước này sẽ bị kéo dài, cù nhây kéo dài ra ha. Tại vì bút sai gà chết mà không ai dám ký đó. Nên thường thì mình sẽ phải nhảy vào để mình tìm cách để xem được tại sao họ lại chưa ký. Mình có vấn đề gì họ chưa ký để mình tìm cách mình giải quyết nó. Thường những cái dự án bị kéo dài là thường bị stop ngay giai đoạn này nè. Nên thành ra là mình cần phải tìm hiểu để biết được đó là tại sao họ lại chưa ký, họ đang bị sốt như chỗ nào, vấn đề nào khiến họ cảm thấy thầm sơn nên họ chưa muốn ký đó. Mình cũng phải làm rõ vấn đề để hai bên clear rõ nó đang bị sốt ở bên mình hay là bên họ, để từ đó mình review cái phương án cho nó phù hợp. Chứ nếu mà mình cứ để nó lay quay nó cứ dài, nó càng làm cho dự án của mình ngày càng nó trễ hơn, ok ha. Rồi tới cái bước tiếp theo đó là deployment, tức là triển khai cái dự án lên trên cái doanh nghiệp của người ta, đúng không? Cái doanh nghiệp thì thường họ sẽ có server nội bộ của họ, hoặc là họ thuê cloud ở trên nền tảng như Amazon ví dụ, như hay là một số cái nền tảng khác ví dụ Google gì đó, đại loại như vậy. Nói chung là họ sẽ có server, rồi mình sẽ phải là triển khai cái hệ thống của mình lên trên server để mà có thể họ tự quản lý và vận hành một mình họ mà không cần đến mình. Thì mình sẽ tìm cách mình triển khai qua cho họ. Rồi bên cạnh đó ví dụ như mình sẽ hỗ trợ họ cho cái việc mà chuyển đổi cái gọi là transition requirement đó. Hồi trước lúc mà mình có nói mọi người ngay buổi đầu tiên á, đó là những cái việc mà chuyển đổi dữ liệu, ví dụ như họ đang quản lý trên Excel, họ đang quản lý trên một cái nền tảng của một cái bên thứ ba nào đó, thì bây giờ mình phải hỗ trợ họ để mà migrate dữ liệu từ cái hệ thống A, hệ thống B gì đó qua cái hệ thống của mình. Đấy cũng là một cái, đúng không, để giúp họ đưa nó vào trong cái quy trình vận hành tốt nhất có thể. Ngoài ra còn có thể là mình sẽ tổ chức những cái buổi gọi là training, đào tạo cho nhân viên của họ nữa,
Hoặc là viết cũng như user guide, tức là tài liệu hướng dẫn để mà họ có thể dễ dàng trong việc mà xử lý sử dụng cái hệ thống, đỡ phải làm phiền mình đúng không? Thì có lẽ những cái đó nó sẽ được ràng buộc ngay từ lúc đầu trong cái tài liệu ở trong cái hợp đồng đó, rồi mình cứ follow theo đó mà làm. Ok ha. Rồi một cái nữa đó là cái bước cuối đó là update cái version này trong quá trình sử dụng, ví dụ có phát sinh thêm lỗi liếc nào các thứ đó, thì họ sẽ raise lên với mình đó, thì khi đó là mình sẽ viết tiếp một số các tài liệu liên quan đúng không? Ví dụ như nó có lỗi xảy ra, mình viết tài liệu để mà mình mô tả về cái lỗi để mà team của mình họ fix đấy, hoặc là ví dụ như họ muốn nâng cấp cái hệ thống của họ lên, thì những cái như vậy mình gọi là enhancement đó. Đấy, thì khi đó họ sẽ propose mấy cái phương án đó với mình đó, thì từ đó thì mình sẽ hay chia sẻ, thì lúc đó mình sẽ viết tài liệu ra, mình dựng mockup lên ví dụ vậy đó, rồi sau đó lại tiếp tục đẩy nó về lại cái câu chuyện, về lại cái quy trình develop nè, cái quy trình develop đó để mà team họ tiếp tục họ develop, họ testing rồi nào các thứ đúng không? Thì đó là nguyên một cái quy trình chuẩn của một cái dự án kiểu mẫu ha. Để như hồi nãy mình đã có nói thì cái dự án này có thể là được chắt lọc, là có thể bỏ qua một vài bước khi mọi người vào trong cái doanh nghiệp của mọi người đúng không? Tức là hoặc là có thể được thêm một vài cái nữa, tuy nhiên là cái sườn chính của nó sẽ luôn đi theo một cái kiểu như thế này. Ok ha.